Quá đẳng cấp, Đàm Tùng Vận không đi Bạch Ngọc Lan, vẫn ấm sải to. Thành công mà Đàm Tùng Vận đạt được rất xứng đáng với nỗ lực của cô trong thời gian qua. Vừa qua lễ trao giải Bạch Ngọc Lan, liên hoan phim truyền hình quốc tế Thượng Hải lần thứ 28 đã được diễn ra. Mùa giải năm nay đánh dấu sự thống trị của hai tác phẩm truyền hình đình đám Nhân Thế Gian và Huyện Ủy Đại Việt. Đặc biệt, việc Triệu Lợi Dĩnh lần thứ 3 trượt thị hậu Bạch Ngọc Lan đã trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý của truyền thông. Dù không đi thảm đỏ nhưng Đàm Tùng Vận và ekip vẫn nhận được một giải thưởng lớn tại liên hoan phim danh giá này. Theo thông tin từ truyền thông xứ Trung và ban tổ chức Bạch Ngọc Lan 2023, phim 10 năm của chúng ta đã giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng do ban giám khảo bình chọn. Đây là phim gồm nhiều phần nhỏ, sự quy tụ tham gia diễn xuất của các diễn viên đình đám xứ Trung, trong đó có Đàm Tùng Vận. Dù không tham gia thảm đỏ nhưng xem như nữ thần thanh xuân màn ảnh Hoa ngữ vẫn gặt hái được thành tích rất đáng tự hào. Trên các diễn đàn bàn luận phim, khán giả dành lời khen ngợi cho nội dung của 10 năm của chúng ta và cho rằng giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh đó, diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong dự án cũng rất đáng tuyên dương. Khán giả đặt kỳ vọng vào màn tài xuất và lập thêm thành tích mới của Đàm Tùng Vận trên đường đua phim ảnh. Trong thời gian tới, Đàm Tùng Vận sẽ ra mắt phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, Đóng Công Hứa Khai. Đây là phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của tác giả Cờ Nguyệt Thi. Luật ảnh Nick đẹp như mơ từ phim trường, minh chứng cho cái kết đẹp của các nhân vật ở chặng đường cuối.